Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi N1 tháng 12 năm 2021, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1, môn đai cách đọc của chữ Hán này. Câu số 1. Kono e wa me no nanani wo diyou shita sakuhin desu. Bức tranh này là tác phẩm mà đã lợi dụng cái gì đó của mắt. Các bạn sẽ thấy chữ Hán sẽ là chữ thác và chữ giác. Vậy thì âm đọc của nó sẽ là như thế nào? Đây là một từ tương đối là quen thuộc đúng không các bạn? Các bạn đã được học cái từ này ở trong các phần đọc hiểu cũng như là một số năm người ta đã từng ra cái từ này rồi. Từ này sẽ được đọc là sakaku, sakaku. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án là phương án số 4 nhé. Từ này có nghĩa là sự lầm tưởng đấy, hoặc là cái sự ngộ nhận, ảo ảnh đấy. Cái chữ gì nhở? Cái chữ thác này của chúng ta ấy, ngoài cái từ xà các cự ra ấy, nó còn tạo ra một số cái từ khác nữa. Ví dụ các bạn có từ xà cư gộ này. Đây, từ này là xà cư gộ. Xà cư gộ này có nghĩa là hiểu nhầm, sai lầm. Các bạn có từ cô xà cự là từ được hỏi một số lần rồi, có nghĩa là lẫn lộn, đan xen. Ví dụ như là buồn vui lẫn lộn đấy, thì sẽ có chữ này nhá. Các phương án còn lại chúng ta có cái số 1 đấy, xa các cự là một từ có tồn tại, nó sẽ là chữ xạ và chữ giác. Xạ là bắn, giác là góc, thì từ xa các cự này có nghĩa là góc bắn, chẳng hạn như là khi bắn súng ấy. Từ này có nghĩa là góc bắn nhá. Câu số 2 này. Nani nani inochi o taisetsu ni mamoro. Từ được gạch chân ở đây là chữ tôn. Các bạn được học chữ tôn rồi ở trong chương trình N2. Chữ tôn sẽ có âm kunyomi là gì đấy nhỉ? Là tô tôi đúng không? Hoặc là ta tôi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy phương án đúng sẽ là phương án số 3. Tô tôi nhá, có nghĩa là quý giá. Câu này có nghĩa là hãy bảo vệ một cách trân trọng cái sinh mệnh, cái mạng sống quý giá của chúng ta. Các phương án còn lại chúng ta có từ số 1, ayaui. Ayaui. Chữ Hán sẽ là chữ nguy. Nguy hiểm này, nguy nan suýt chút nữa. Osanai Hán tự sẽ là chữ ấu. Ngây thơ non nớt, ấu trĩ. Cái từ này ấy, ngoài cái đọc là tô tôi còn đọc là ta tôi nữa nhá. Số 4, hakanai. Hakanai là chữ manh, có nghĩa là mong manh. Chúng ta ôn lại một chút cái chữ tôn này. Chữ tôn này sẽ có âm kunyomi là tô tôi và ta tôi là âm diễn tả cái sự quý giá, quý báu ở dạng tính từ. Dạng động từ của nó sẽ là tô tô bự. Và tạt thô bự. Khi ghép âm đọc là xôn, các bạn rất là quen thuộc rồi. Ví dụ trong từ xôn kê. Xôn kê là tôn kính. Xôn trồ, tôn trọng, vân vân. Tiếp theo chúng ta có câu số 3 này. Konomama tsukai tsuzukete itara Tennen shige wa izure nanani shite shimau daro. Nếu mà cứ tiếp tục sử dụng như thế này ấy, thì tài nguyên thiên nhiên có lẽ một ngày nào đó sẽ làm sao đó. Hán tự ở đây sẽ là chữ khô và chữ khát. Các bạn nhìn thấy chữ khô nhá, chữ khô nó sẽ có cái phần chỉ ý nghĩa ấy, là cái bộ mộc là cây, còn phần bên tay phải là chữ cổ để chỉ cách đọc. Như vậy chữ cổ đọc là cô trong từ gì nhỉ? Trong từ cô đai, cổ đại. Vậy thì chữ khô này cũng đọc là cô. Đấy, vậy chúng ta có thể loại trừ được 3 với 4 là sai, bởi vì chữ khô này sẽ không đọc là cờ. Vậy thì chỉ còn một hoặc hai thôi. Chúng ta có chữ khát đúng không nhỉ? Chữ khát nếu mà theo quy tắc chuyển âm ấy, khát thì không thể nào thành kê được đúng không? Khát có KH thì thành hàng K đúng không nhỉ?
chữ T đứng cuối thành sự, như vậy phải là Kogatsu. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là phương án số 1 nhá. Kogatsu có nghĩa là cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, nếu mà cứ sử dụng tiếp tục như thế này thì một ngày nào đó sẽ bị cạn kiệt. Các bạn rất là quen thuộc với chữ khô ở chương trình N2, nó đọc là ca trong từ cà đê rự, có nghĩa là khô héo này đấy, hay là trong từ cà ra sự làm khô héo. Chữ khát này đọc là kawa trong từ kawa cự, là khát nước. Ví dụ nodo ga kawa cự là khát đấy. Ghép âm đọc là katsu. Ngoài trong từ kokatsu này ra thì nó còn trong từ katsubo, tiếng Việt mình cũng dùng đúng nhỉ? Hán tự là khát và vọng. Katsubo. Chúng ta sang các phương án còn lại xem có từ nào tồn tại không. Số 2 có tồn tại này. Đọc là koke như này thì nó là chữ cố và chữ hình, hình dáng, hình thức cố định nhá. Số 4 từ này cũng tồn tại này. Kake, hán tự sẽ là gia kế, có nghĩa là cái sinh kế trong nhà. Câu số 4 này, sono tegami wa watashi no kokoro nana ni kureta. Hán tự người ta gạch chân ở đây là chữ gì các bạn? Đây là chữ ủy. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án nào? Cái bức thư đó ấy, nó đã xoa dịu, an ủi tinh thần tôi đúng không? Trái tim tôi. Vậy thì nó phải đọc là nagusameru, nagusamete. Phương án đúng là phương án số 2 nhá. Là phương án chính xác. Các bạn có câu số 1 này, đọc là nadamete. Nadamete. Đây, từ này nó cũng có nghĩa là xoa dịu, an ủi, nhưng mà cái hán tự nó phải là chữ này cơ, chữ này là chữ hữu chứ không phải là cái chữ này. Sai. Số 3. Aratamete, từ này thì quá quen thuộc rồi. Chữ cải, thay đổi. Số 4 này. Todomete. Todomete là chữ lưu, lưu lại. Các bạn có chữ ủy này ấy, có âm kunyomi là nagusa trong từ nagusameru. Âm ghép đọc là y nhá. Ví dụ các bạn có từ y an này. Đấy, tiếng Việt mình có từ gọi là an ủi đúng không? An ủi thì chính là biến điệu đi một chút của cái từ ủy mà sang đấy. Mà người ta cũng dùng dạng ngược lại. Đây, nếu mà âm Hán Việt nó sẽ là ủy an. Có nghĩa là an ủi, động viên, xoa dịu. Tiếp theo chúng ta sang câu số 5. この文章には当時の生活の様子が7人に記入されている。Ở trong cái văn thư này ấy, trong cái văn bản này ấy, thì cái tình hình cuộc sống lúc bấy giờ nó được viết, được ghi chép một cách, từ này rất là quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Các bạn có thể lấy trong từ gì nhỉ? Các bạn có thể lấy trong từ cột cứ phức cự. Cột cứ phức cự là khắc phục. Đây, thì nó đọc là cô cự. Thì các bạn chọn được luôn đáp án rồi. Chữ mi sẽ là mê, như vậy sẽ là cô cứ mê. Phương án đúng là phương án số 3. Ngoài ra đây là một cái tính từ rất là hay gặp ở trong chương trình N1. Có nghĩa là chi tiết tỉ mỉ. Đấy. Ở trong cái văn bản này, ở trong cái sách vở tài liệu này thì cái tình hình cuộc sống lúc bấy giờ được ghi chép một cách rất là chi tiết tỉ mỉ nhá. Chúng ta có câu số 1 đọc là kiểu cư mê. Kiểu cư mê nó sẽ là chữ khúc và chữ danh, có nghĩa là tên bài hát, tên khúc nhạc. Đọc là kiểu mê. Chúng ta sẽ có chữ Hán là cộng và minh, có nghĩa là cộng hưởng. Và số 4, cô mê thì có khá là nhiều từ. Chúng ta có thể lấy một từ đấy là từ công minh, công bằng. Rồi câu số 6 này, câu cuối cùng của môn đai 1 này. CI Kaijo ni wa nanani shita fuiki ga tadayotte iru. Người ta có thể người ta hỏi các bạn cái âm hạ âm đọc của cái từ gạch chân này đấy nhá. Cũng là một tự động từ quen thuộc của N1 đúng nhỉ? Tadayotte, tadayo thoang thoảng. Ở cái hội trường trận đấu ấy. Đấy, hoặc
dịch là ở sân đấu, thì cái bầu không khí gì đó nó đang phảng phất, nó đang lan tỏa. Chữ Hán được gạch chân đó là chữ khẩn và chữ bách. Chữ khẩn thì chúng ta biết là đọc là kin rồi, trong từ kin trồ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ loại được số 2 với lại số 4 là ghim là không phải này. Vậy còn kim ba cự hay là kim ba cự? Đấy. Chúng ta sẽ có cái từ này đọc là gì nhỉ? Đọc là kim ba cự, phương án số 1 nhá. Từ kim ba cự này có nghĩa là căng thẳng, nó giống khá là giống kim trộn. Bầu không khí căng thẳng nó đang lan tỏa. Bình thường ấy, cái chữ khẩn đọc là kim, các bạn biết trong một số từ, ví dụ như trong từ kimitsu chẳng hạn. Chữ khẩn và chữ mật có nghĩa là chặt chẽ, mật thiết này. Đấy. Còn cái chữ đằng sau ấy, chữ bách ấy, nó sẽ đọc là C trong từ semaru. Là áp sát tiến tới này. Đấy, hoặc là trong từ apaku. Apaku là sức ép, đè nén, đàn áp, vân vân. Các phương án còn lại, chúng ta có câu số 3. Đọc là kim ba cự. Kim ba cự, từ này có tồn tại nhá. Đây, nó là chữ khẩn và chữ phược. Phược si ba rự là buộc. Thì buộc này là buộc chặt. Đấy, chúng ta lựa chọn phương án số 1 nhá. Rồi chúng ta sang môn đai số 2. Môn đai 2 này, câu số 7 nha. Kaisha nanani saseru tame ni wa kei no kaizen ga fukakets de aru. Để làm cho công ty làm sao đó thì không thể thiếu được cái việc cải thiện quản lý. Đây Hán tự là kinh doanh nhưng nó không phải là kinh doanh buôn bán đâu các bạn ạ, nó là quản lý đấy, vận hành. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp nhá. Số 1 này, từ này sẽ đọc là sonzoku. Sonzoku chúng ta biết rồi, son là tồn, có nghĩa là tồn tại. Chữ đằng sau là chữ tục, là tiếp tục. Từ này có nghĩa là tiếp tục tồn tại. Đấy. Chính xác đúng không? Chúng ta lựa chọn phương án đúng là phương án số 1, để làm cho công ty tiếp tục tồn tại. Thì chúng ta lựa chọn được cái này, phương án số 1 này. Ngoài cái từ gì nhỉ, cái từ sonzoku ấy, nó rất là hay đi với dạng thức là nananio sonzoku saseru, là làm cho n đấy tiếp tục tồn tại nhá. Đấy, hoặc là có thể dùng dưới dạng là gì nhỉ, nani nani này, cái gì đó này, no sonzoku ga abu ma, à không phải, ayabu mareru. Đây có nghĩa là cái sự tiếp tục tồn tại, hay có thể dịch là sự tồn vong đấy, của một cái gì đó bị đe dọa đấy. Số 2 chúng ta có Hán tự đây là chữ tồn và chữ vong, đọc là sombo. Nhiều bạn sẽ nghĩ là sự tồn vong của công ty, thì đúng các bạn chọn hai đúng không, nhưng cái sombo này nó là danh từ nha, nó không phải là động từ. Các bạn thấy người ta đang dùng dưới dạng xa xê rự này đấy, không ai nói để làm cho công ty tồn vong hết đúng không. Nếu nói là kaisha no sombo có nghĩa là sự tồn vong của công ty thì đúng, thì ok, nhưng mà lại dùng dưới dạng động từ xa xê rự này là sai, nên là câu 2 là câu không chính xác đấy. Sombo là tồn vong, có nghĩa là tồn tại và diệt vong. Nó hay dùng dưới dạng thức là nani nani no, này nani nani no sombo, sự tồn vong của cái gì đó, ví dụ như là cột cờ của quốc gia này, của cai trại của công ty. Số 3, số 3 từ này là từ vựng quen thuộc của N1, từ này đọc là gì nhỉ? Từ này đọc là isom hoặc izom. Nó mang nghĩa là phụ thuộc, dựa vào. Thông thường nó sẽ dùng với trợ từ nhi. Đấy. Nani nani ni isonsuru có nghĩa là phụ thuộc vào cái phía trước đó. Số 4 này chúng ta có Hán tự đây là chữ hiện và chữ tồn. Chữ này cũng có hai cách đọc là gensom và genzom.
Nó mang nghĩa là Jisai ni sonzai shiteru, có nghĩa là tồn tại trong thực tế nhá, đang tồn tại, không phù hợp. Đúng đây phải là số 1. Hinto đó là dưới dạng saseru, động từ. Câu số 8. Kūkō kensetsu ni kansuru chōsa dewa sansei nanani ga tasu o shimeta. Các bạn thấy đây là một câu thuộc dạng gokese ở trong phần từ vựng N2, phần ghép từ. Nhưng mà ở trong N1 thì không có môn đai gokese nữa, mà người ta có thể người ta sẽ cho một câu vào đây, vào môn đai 2. Có năm có năm không nhá. Ở trong cái gì nhỉ? Ở trong cái bản điều tra liên quan đến xây dựng sân bay ấy, thì cái gì đó tán thành là chiếm đa số. Trong tiếng Việt mình sẽ nói là phe, đúng không? Phe tán thành. Đấy, bên tán thành. Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ nào diễn tả ý đó trong tiếng Nhật? Các chữ này, một là hệ này. Đấy. Chữ hệ này dùng trong cái gì các bạn? Chữ hệ này nó dùng, thứ nhất nó diễn tả gì nhỉ? Cái hệ thống, chẳng hạn như là hệ mặt trời, Taiyoke này. Đấy. Hay là gì đấy? Hay là Shinkei ke là hệ thần kinh. Setai ke là hệ gì đây? Hệ sinh thái, đúng không? Gì nữa? Nikkei chẳng hạn này. Đây, Nikkei Nhật hệ này có nghĩa là công ty của Nhật đầu tư đấy. Đấy. Hay là Bunke. Văn hệ có nghĩa là hệ khoa học xã hội. Câu số 2, chúng ta thấy có đây là chữ đới. Chữ đới này thông thường nó dùng để diễn tả gì nhỉ? Nó diễn tả khung nhá. Đấy, hoặc là vành đai đới. Ví dụ chúng ta có từ gì căng tay, có thể hiểu là múi giờ. Đấy. Hay là gì nhỉ? Kiko tai là đới khí hậu này. Nhiệt đới, ôn đới, hàn đới đấy. Hay từ gì đây? Hay từ kazan tai. Kazan tai, xin lỗi. Kazan tai đó là vành đai núi lửa, không phù hợp. Số 3, Hán tự là chữ quyển, đọc là kèn. Nó sẽ ghép trong các trường hợp như nào? Diễn tả vùng, đúng không? Ví dụ chúng ta có từ tai ki kèn này, có nghĩa là bầu khí quyển này. Hay là gì nhỉ? Siêu tô kèn, vùng thủ đô. Ego kèn đó là gì nhỉ? Đó là cái vùng mà nói tiếng Anh nhá. Hay là Shihai kèn đấy là cái vùng chi phối, cái vùng chịu sự điều khiển kiểm soát, cũng không phù hợp. Vậy thì chỉ còn phương án phù hợp là 4 thôi, đó là chữ phái. Đọc là ha. Chúng ta có từ sanse ha có nghĩa là phe tán thành, đúng không? Chúng ta lựa chọn phương án đúng là phương án này. Trái ngược với lại sanse ha, phe tán thành sẽ là phe phản đối, đúng nhỉ? Hantai ha. Đây, phe phản đối nhá. Chúng ta có phe đa số, đúng không? Ta sư ha. Trái ngược với phe đa số sẽ là phe thiểu số. Sô sư ha. Đấy. Hay là phe bảo thủ. Vân vân. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là 4 này. Tiếp theo câu số 9. Kono chiho ni wa mukashi kara o iwai no toki mochi o taberu nanani ga aru. Ở cái vùng này, ở cái địa phương này ấy, từ ngày xưa có cái gì đó là những khi mà chúc mừng ấy thì ăn cái mochi. Mochi đây là giống như kiểu bánh dày Việt Nam ấy, bánh mochi của Nhật làm từ bột gạo nếp dã nhuyễn ra. Các bạn thấy các phương án nó đều có cái chữ phong đứng đầu, đúng không? Chúng ta cùng xem từng phương án một nhá. Câu 1 này, chữ Hán là phong và thổ, đọc là hư đô. Đọc là hư đô này nó có nghĩa là phong thổ, các cái điều kiện tự nhiên của cái vùng đất đó như là địa thế hay là khí hậu. Này, không ai nói là có cái phong thổ ăn bánh này được, đúng không? Nó là kiểu như là văn hóa rồi chứ không phải là phong thổ dưới dạng điều kiện tự nhiên nữa. Loại 1 này. Chúng ta có từ số 2. Từ số 2 là phong gì nhỉ? Phong và tập. Fushu. Phong tập có nghĩa là gì các bạn? Phong tập có nghĩa là phong tục, tập quán nhá. Chúng ta sẽ lựa chọn đúng là phương án số 2. Đấy. Dựa vào dấu hiệu đó là gì nhỉ? Toàn bộ cái cụm này giúp chúng ta lựa chọn được phương án này nhá. Fushu này nó khá là giống cái từ
Kansu. Đây, quán tập, tập quán này, hay là giống từ shikitari. Câu số 3. Chữ Hán là chữ phong và chữ vật, từ này đọc là Fubutsu. Từ Fubutsu ấy nó sẽ có hai nghĩa, một đó là cảnh vật. Những cái gì mà đập vào mắt mình như là phong cảnh đấy, xung quanh ấy thì có thể dùng cái chữ này. Cái cách hiểu thứ hai đó là đặc sản nhá, cái thứ mà chỉ có tại cái vùng đó hoặc là có chỉ có tại một cái mùa nào đó nhất định. Đấy sẽ là cái từ phư bứt sự này, không phù hợp với nghĩa. Số 4 này. Từ này là phong tình. Đọc là phư dê, cách đọc hơi đặc biệt các bạn lưu ý. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cái sự thi vị, cái sự nên thơ, không phải. Chúng ta sang câu số 10. Yujin ga komatteru no ni nani mo dekizu. Totemo. Bạn tôi đang gặp khó khăn vậy mà tôi lại không thể làm gì. Tôi cảm thấy rất là làm sao đấy. Chúng ta cùng xem này. Một đó là gì nhỉ? Một sẽ đọc là kata. Kuru shikata, đúng không? Kata kuru shikata, từ này có nghĩa là gì nhỉ? Từ này có nghĩa là cứng nhắc. Đấy, cứng nhắc, câu nệ mang tính hình thức, nó ghép bởi cái chữ đằng trước là chữ kiên, trong từ kiên cố ấy, có nghĩa là cứng nhá, đằng sau là khổ, kuruishi là khổ sở, khó chịu, có nghĩa là cái đấy nó là cái mà nó mang tính cứng nhắc, hình thức khiến cho mình cảm thấy không thoải mái, khó chịu. Thông thường đi kèm với nó ấy, sẽ là đằng sau là những cái từ như là hito này, người cứng nhắc đấy, hay là cái câu chuyện nhá, câu chuyện cứng nhắc, rồi thì cuốn sách mang tính chất cứng nhắc, cái lời chào hỏi mang tính chất xã giao, câu nệ, ai sát sự, vân vân, chứ không phải là cái cảm giác mình dùng khi mà bạn gặp khó khăn mình không giúp được. Câu số 2. Ajikenakata. Ajikenakata, động từ gốc, tính từ gốc là ajike này, có nghĩa là nhạt nhẽo, chán ngắt. Đấy, nó không có cái sự thú vị về mặt nội dung. Thông thường đi kèm với từ ajike này nó hay là ví dụ câu chuyện này, câu chuyện vô vị, câu chuyện nhạt nhẽo, hay một jin xế, một cuộc đời, đúng không? Nhạt nhẽo, nhàm chán, chứ cũng không dùng dưới dạng khi nói về việc không giúp được bạn như này. Câu số 3, chúng ta có từ này là từ atsukamashikata. Cái từ này quá quen thuộc với các bạn rồi. Cái này các bạn được học ở N2. Từ này có nghĩa là trơ trẽn, mặt dày, không biết xấu hổ, đúng không? Thông thường nó đi kèm với những từ chỉ gì nhỉ? Chỉ người. Ví dụ chúng ta có thể nói là atsukamashihito, người trơ trẽn này. Cái thái độ không biết xấu hổ, thái độ, đúng nhỉ? Hay là cái lời nhờ vả mang tính chất hơi ích kỷ, hơi tự ý, hơi tùy tiện về mình ấy. Đấy. Thông thường khi mà nhờ người ta nói cái gì mình có thể nói là atsukamashi onegai desu, đúng không? Câu số 4 là modokashikata. Modokashi có nghĩa là bứt rứt, khó chịu, bực dọc. Đấy, chính xác nhá. Đúng theo cái nét nghĩa của cái phần vế trước, chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là phần số 4. Yombang là chính xác. Dựa vào dấu hiệu, phần nghĩa ở phía trước là phù hợp nhất. Tiếp theo chúng ta sang câu 11 nhá. Kare wa kono kikai no kaihatsusha na no de shikumi o shiteru hazu da. Anh ấy bởi vì là người phát triển cái máy này, cho nên chắc chắn là anh ấy cái gì đó, cái cơ cấu, cơ chế của nó. Chúng ta cùng xem các từ. Từ đầu tiên, từ đầu tiên Hán tự là chữ thục và chữ thành. Jukuse. Từ jukuse này ấy, nếu các bạn là dịch theo kiểu là thành thục ấy, thì các bạn sẽ có thể các bạn sẽ nhầm lẫn, các bạn chọn một. Nhưng cái từ jukuse này nó sẽ mang nghĩa thứ nhất đó là lên men. Ví dụ chúng ta có thể nói là Kwaiyo. Đấy. Jukuse saseru. Đó là làm cho rượu lên men này. Hay có thể nói là thời cơ chín muồi, đúng không nhỉ? Kiun ga jukuse suru. Đấy. Nó còn dùng trong lên men thực phẩm nữa. Chứ nó không dùng trong cái trường hợp là nắm bắt được cái cơ cấu cơ chế như thế này. Nên là chúng ta loại một nhá. Số 2 chúng ta có hán tự, đây là chữ thục và chữ chi. Từ này đọc là jukuchi. Jukuchi ấy, thục là thành thục, chi là si rự là biết, này là biết rõ, hiểu rõ, nắm rõ.
Kuwashite phù hợp đúng không? Dấu hiệu là gì? Dấu hiệu là người ta là người phát triển cái sản phẩm, cho nên người ta sẽ nắm bắt rõ cái cơ cấu cơ chế, nên là chúng ta lựa chọn phương án đúng là phương án số 2. Nhi bằng là chính xác. Chúng ta có phương án số 3, từ này là chữ gì nhỉ? Chữ thám đúng không? Tansaku. Đấy, tansaku này nghĩa là khám phá, điều tra. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Khám phá cái bí ẩn này, Nazo. Nazo này. Khám phá đáy biển, Kaite. Đấy. Hay là gì nhỉ? Hay là điều tra tội phạm, Hani. Tìm kiếm, đúng nhỉ? Câu số 4, chúng ta có hán tự là chữ thám và chữ chi, từ này đọc là Tanchi. Tanchi này có nghĩa là dò tìm, thăm dò. Chúng ta lần mò, chúng ta tìm những cái thứ mà đang được ẩn giấu đi. Ví dụ chúng ta có thể nói là Doko này, O Tanchi suru, có nghĩa là thăm dò cái động hướng, cái khuynh hướng, cái xu hướng. Hay mình có thể có một cụm từ cố định, đấy là cái máy mà dò tìm kim loại mọi người, Kinzoku Tanchiki. Đây, cái máy mà các bạn hay xem phim ấy, nó hay có là cầm cái máy đấy xong là rò rò xuống đất xong là nó kêu ấy. Đấy, thì dùng cái từ này nhá. Thăm dò hoặc là dò tìm không phù hợp. Đúng nhất đây phải là số 2. Tiếp theo câu số 12, các bạn thấy là sẽ là một câu về từ láy. Imoto wa piano narai hajimeru to nanani jotatsu shite konkuru de yusho dekiru made ni natta. Em gái tôi này, nó bắt đầu học piano, nó tiến bộ và đến mức là nó giành được cái giải nhất đấy ở trong cuộc thi. Các từ gồm có gư dư, dara dara, meki meki và uro uro. Chúng ta cùng xem từng từ một. Từ đầu tiên đó là từ gư dư. Từ gư dư có khá là nhiều nghĩa, có thể nghĩa là chần chừ đấy, chần chừ làm gì đó một cách dây dưa không có nhanh nhẹn, nghĩa là nghĩa tiếp theo là lè mè đấy, hoặc là lầu bầu. Cái từ này thông thường nó hay dùng với dạng thức, ví dụ nhá, gư dư suru nào, có nghĩa là đừng có mà chần chừ nữa, đừng có lè mè nữa. Gư dư to shigoto o suru, làm việc một cách chần chừ lè mè. Hay là gư dư iu, đúng không nhỉ, là nói làu bàu này, nó có thể đi với lại suru này, có thể đi với lại iu này. Đây không phù hợp với nghĩa của từ jotatsu đi kèm. Câu số 2 đọc là dara dara, chúng ta sẽ mang nghĩa là tong tong, thoai thoải hoặc là lê thê. Đối với nghĩa là tong tong, nó dùng cho gì? Nó dùng cho cái chất lỏng, chả như là máu hoặc là mồ hôi nó nhỏ xuống ấy. Mình có thể dùng là đi với đê rự nhá. Đấy. Nhỏ xuống tong tong này. Hay là gì nhỉ? Sakamichi ga daradara to tsuzuku, là con dốc dài thoai thoải, đúng không? Có thể đi với từ tsuzuku. Có thể đi với từ gì nữa? Có thể đi là kaigi ga daradara to nagabiku, cái cuộc họp nó kéo dài một cách lê thê. Này, đi với từ nagabiku, cũng không phù hợp với bối cảnh của cái câu này. Câu số 3, meki meki là rõ ràng trông thấy. Chúng ta thấy rõ ràng phù hợp với lại từ jotatsu đúng không? Tiến bộ rõ rệt, tiến bộ nhìn thấy ngay được. Đúng là ba nhá, meki meki. Nó thường đi kèm với lại những từ diễn tả sự thay đổi. Ví dụ từ jotatsu suru này này, từ kai phức cự này, phục hồi một cách rõ rệt. Đấy. Hay là gì đây nhỉ? Hay là udeo ageru, tay nghề nâng cao một cách rõ ràng, thì sẽ dùng được từ meki meki. Từ số 4, uroro là một từ quen thuộc của N2. Từ này có nghĩa là lảng vảng, loanh quanh. Nó hay đi kèm với lại những cái động từ diễn tả cái sự di chuyển, chẳng hạn như là aruku. Đấy. Đi bộ loanh quanh này, hoặc là ugokimawaru. Vân vân. Câu số 13, câu cuối cùng của môn đai số 2. Kosho ga matomari so datta no ni yokei na koto o itta se de hanashi ga nanani shimatta. Kosho ở đây có nghĩa là đàm phán. Đàm phán có vẻ như là sẽ thành công. Ấy vậy mà tại vì tôi nói một cái điều nó thừa thãi,
khiến cho câu chuyện nó làm sao đấy. Các từ nhá, motarete, oborete, cogirete và sibirete. Chúng ta có từ đầu tiên là motarete. Động từ gốc là motareru, từ này mang nghĩa là gì các bạn? Từ này mang nghĩa là dựa vào đúng không? Ví dụ chúng ta có thể nói là hashirani motareru, có nghĩa là dựa vào cái gì nhỉ? Cái cột, cái trụ. Hoặc là có thể nói là iga. I là dạ dày á. Đây, iga motareru có nghĩa là ứ động. Dạ dày nó bị ứ động thức ăn, khó tiêu. Không phù hợp. Câu số 2 này. Oborete, cái này thì thường người ta viết bằng kanji này. Đây, nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đuối nước, đúng không? Đấy, bị đuối nước, bị chết đuối đấy. Kawade oboreru. Hoặc chúng ta có thể dùng với nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là chìm đắm trong một cái gì đó. Ví dụ như là chìm đắm trong sắc đẹp của ai đó, đúng không? Nanani. Hoặc là kanojo no utsukushisa ni oboreru. Tiếp theo câu số 3. Đọc là kojirete. Kojireru. Thì từ này nó mang nghĩa là gì? Nó mang nghĩa là trở nên phức tạp. Đấy. Trở nên tệ đi. Trở nên rối rắm. Trở nên rối ren. Phù hợp đúng không? Câu chuyện nó trở nên phức tạp hơn. Bởi vì tôi nói một cái điều như thế này. Thừa thãi vào. Thông thường nó có thể đi kèm với những từ như là từ đây, đàm phán trở nên phức tạp này. Có thể dùng với từ phong tà kaze này, có nghĩa là cảm cúm trở nên xấu đi này. Hoặc là mối quan hệ trở nên xấu đi, căng kề nhá. Đúng ra đúng của chúng ta sẽ là phương án số 3. Số 4, Shibirete. Shibireru. Từ này có nghĩa là tê, tê chân chẳng hạn. Đấy. Hoặc là tê do bị điện giật. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là ngẩn người, tê liệt, không có phản ứng, kiểu bị cuốn vào một cái gì đó thì dùng. Ví dụ có thể nói là Ashiga Shibireru, chân bị tê. Hoặc có thể nói là Ensoni Shibireru. Đấy. Chúng ta sang môn đai số 3, môn đai từ đồng nghĩa. Câu 14. Atarashii jigyo o hajimeru toki ni wa risuku o tomonau. Khi mà bắt đầu cái gì nhỉ? Cái công cuộc mới, cái sự nghiệp mới thì nó sẽ đi kèm với risuku. Từ risuku này cũng là một từ quen thuộc. Các bạn sẽ biết hán tự của nó sẽ là từ này đúng không? Risk có nghĩa là nguy cơ, rủi ro. Vậy thì từ nào mang nghĩa như thế nào? Chúng ta có từ đầu tiên, rieki là lợi ích, lợi nhuận, lời lãi, không phải. Số 2 là henka, thay đổi, biến hóa. Số 3 là kike, nguy hiểm. Đúng đúng không? Đúng, chúng ta sẽ là số 3. Và câu 4 là hanron, là phản bác. Không đúng. Câu số 15 nhá. Sono kyoshi wa seto ga dashita idea wo zessan shita. Các bạn thấy hán tự là chữ tuyệt và chữ tán này. Đấy. Tán này trong từ tán thưởng, tuyệt trong từ tuyệt đối đấy. Vậy thì zessan này có nghĩa là gì đấy? Khen ngợi hết lời đúng nhỉ? Đấy. Cái vị giáo viên đó ấy đã khen ngợi hết lời cái ý tưởng mà học trò đưa ra. Vậy cái từ nào đồng nghĩa nào? Số 1 này. Hijoni subarashi to hometa, đã khen là cực kỳ tuyệt vời, đúng rồi. Hợp nghĩa nhá, một là chính xác. Câu số 2. Câu số 2 chúng ta có amari ni okashi to warata. Đã cười và cho rằng nó quá là kỳ quặc, buồn cười, không phải. Cái này mang nghĩa hơi tiêu cực. Câu số 3 này. Mitomeru no muzukashi to ita, đã nói là khó mà công nhận, không phải. Số 4, Mondai da to kibishi shikata, đã mắng một cách nghiêm khắc là cái ý tưởng này là vấn đề, không phải. Đúng phải là một. Câu số 16. Kare wa imagoro kutsuroide iru daro.
Động từ gốc là động từ くつろぐ. くつろぐ. Hán tự sẽ là chữ khoan. Đấy. Từ này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thư giãn, nghỉ ngơi. À, nó gần giống với từ yasumu, nghỉ ngơi đấy. Anh ấy có lẽ là bây giờ đang nghỉ ngơi. Chúng ta cùng xem từ nào phù hợp nhé. Số 1 này, sukiri shite. Sukiri suru có nghĩa là dễ chịu, sảng khoái. Không phải. Gakari shite, thất vọng. Yukuri shite, thư giãn, thong thả. Đúng rồi. Ba là chính xác. Số 4 là bikuri shite, là giật mình, ngạc nhiên. Không phải. Câu 17. Sono ken wa uyamuya ni sareta. Chúng ta có cái từ uyamuya nhé. Cái từ này nó khá là thú vị các bạn ạ. Uyamuya này. Nếu mà viết Hán tự ấy, nó sẽ là chữ này. Đấy. Uyamuya các bạn biết là chữ hữu là có đúng không? Chữ vô là không. À, vậy thì không biết là có hay không sẽ là uyamuya. Hay còn có thể nói cách khác, người ta viết dưới dạng là Ari này, Aria, Nashi, Ya. Đấy, từ cái từ này mà ra. Không biết là có hay không, tức là nó sao, nó mơ hồ không rõ ràng. Vậy thì nó sẽ đồng nghĩa với từ nào? Akiraka số 1 có nghĩa là rõ ràng, không phải. Số 2, Aimai là mơ hồ không rõ ràng, đúng rồi. Nhi bằng là phần chính xác. Câu số 3, Himitsu là bí mật. Sẽ có bạn nghĩ là không rõ ràng thì giống với bí mật đúng không? Nhưng mà không phải. Bí mật ấy là hoàn toàn bên ngoài không biết gì. Còn cái này ấy là nó tiết lộ một phần nhá. Khiến cho cái việc gì nhỉ? Cái việc hiểu được toàn bộ là không thể. Khó hiểu. Chúng ta sẽ phải chọn phương án phù hợp hơn là phương án số 2 chứ không phải là Himitsu. Số 4 là Chiushi, là dừng lại hoặc là ngưng lại. Không chính xác. Đúng đây phải là số 2. Câu này có nghĩa là cái vụ việc đó ấy đã được làm cho mơ hồ, đã được làm cho không rõ ràng. Tiếp theo câu số 18 này. Ikeda-san ga kondo shutsuba suru rashii. Anh Ikeda ấy nghe nói là lần tới sẽ shutsuba, Hán tự sẽ là chữ xuất và chữ mã. À, nhiều bạn sẽ nghĩ xuất mã chắc là cho con ngựa nó ra, thì chắc là tham gia đấu ngựa, tham gia trận đấu gì đó, chọn ba là Taikai Nideru, các bạn sẽ nghĩ như thế đúng không? Nhưng không phải, Tsutsuba nó không phải là như vậy. Tsutsuba nó là ứng cử. Vậy thì nó phải là tham gia vào bầu cử đúng không? Vậy thì sẽ là mấy đây? Sẽ phải là 4. Senkyo Nideru, tham gia bầu cử nhá. Chứ còn một là tham gia vào bộ phim, hay là số 2 là tham gia vào chương trình, tham gia vào đại hội là không phải đâu, đúng phải là 4 cơ. Ứng cử này, đây là một từ tương đối là lạ. Ở trong mấy cái quyển giáo trình chúng ta sẽ không gặp cái từ này. Tiếp theo câu số 19. Ekimae ni kyodai super ga dekitara otte agedar. Cái từ otte age này được gặp rất là nhiều lần rồi. Người ta hỏi trong vài năm đã từng ra từ này. À, nếu như một cái siêu thị lớn ấy mà được xây dựng ở trước ga thì otte age, thì bó tay, thì hết cách, thì chịu thua. Vậy từ nào mang nghĩa như vậy nào? Số 1 là Daikangeda có nghĩa là vô cùng chào đón, nhiệt liệt hoan nghênh, không phải. Doshiomonai, Doshiomonai là không thể làm gì khác, đúng rồi, phương án 2 nhá. Câu số 3, Zehi Hatarakitai, đó là nhất định là muốn làm việc, không phải. 4 là Odorokida là ngạc nhiên, không chính xác. Chúng ta sang môn đai cuối cùng, môn đai số 4, môn đai về cách dùng từ. Câu 20. Các bạn thấy Hán tự là chữ gì nhỉ? Chữ quân và chữ đảng. Từ này đọc là Kinto. Kinto. Cả quân và đảng ấy, quân trong bình quân, đảng trong từ bình đẳng. Thì từ Kinto ghép lại với nhau nó mang nghĩa là bình đẳng hoặc là đồng đều. Có nghĩa là gì nhỉ? Giữa hai cái sự việc, hai hoặc nhiều sự việc nó bình đẳng với nhau, nó không có cái sự nó không có cái chênh lệch lớn. Đấy. Và cái dạng thức đi kèm với nó ấy, thường là những từ như thế này. Ví dụ chúng ta dùng như là Kinto ni haibun suru. Đấy. Phân phối đồng đều này, phân phát đồng đều, phân chia đồng đều này. Kinto ni wakeru, chia đều này. Hay là gì nhỉ? Hay là từ Kikai Kinto
cơ hội đồng đều đúng nhỉ, cho tất cả mọi người. Rồi cùng xem cái nào phù hợp này. Câu 1, ở trong cái buổi thảo luận lần này ấy, thì tất cả những người tham gia cái ý kiến nó đều đồng đều và không có người nào phản đối, không ai nói là ý kiến đồng đều đúng không? Người ta sẽ nói là ý kiến giống nhau, dùng từ onaji. Câu số 2, học trò này thì tất cả đều mặc đồng phục giống nhau và mọi người trông đồng đều, cho nên là không thể phân biệt được. Cái này là phải là mọi người trông giống nhau, không phải là mọi người trông đồng đều nhá. Cái này chúng ta phải dùng từ onaji. Onaji yoni có nghĩa là trông giống nhau. Câu số 3. Chia đều công việc cho mỗi người. À đúng rồi, chúng ta lựa chọn được phương án số 3 là phương án chính xác. Đây các bạn thấy là đi kèm với động từ wari furu, đây có nghĩa là chia đều, có nghĩa là chia đúng nhỉ, phân chia đều công việc cho mỗi người để sao đây, để cố gắng không có cái sự chênh lệch trong lượng công việc. Đúng, đây phải là 3 nhé. Câu số 4 này, không biết có phải tại vì cái curtain là cái rèm màu sắc nó đồng đều với bức tường không, mà về toàn thể nó tạo ra hình ảnh một cái căn phòng đơn giản. Cái này chúng ta không nói như vậy đúng không? Nếu mà màu giống nhau chúng ta dùng từ onaji. Còn nếu mà màu nó gần gần như nhau, tựa tựa như nhau ấy, đấy, thì chúng ta sẽ dùng từ khác, nita yona. Chứ chúng ta không dùng là đồng đều như vậy nhá. Đúng, đây phải là số 3. Rồi chúng ta sang câu số 21. Một câu về katakana. Từ này là gì nhỉ? À, ditaya. Ditaya có cách khác đọc, sẽ đọc là ditaya. Có hai cách đọc. Nó sẽ được xuất phát từ cái chữ này. Đây, retire có nghĩa là rút lui, từ chức hoặc là giải nghệ. Nó sẽ giống các từ mà chúng ta đã được học ở các cấp dưới ấy. Ví dụ như là giống từ intai là giải nghệ này. Đấy, giống từ tai số cự là nghỉ việc, từ chức. Giống từ tai dồ là không tham gia một cái trận đấu hay là một cái sự kiện nào đó nữa. Chúng ta cùng xem từ nào phù hợp trong các phương án. Câu số 1. Ở trong cuộc thi marathon, ở trong cuộc đua marathon, bởi vì nửa chừng tôi bị thương cho nên là tôi đã rút lui, phù hợp đúng không? Chúng ta lựa chọn phương án số 1 nhá. Bối cảnh đó là gì nhỉ? Cuộc chạy đua này, đấy thì nó sẽ giống từ taijo này các bạn nhá. Taijo là giống từ kiken, bỏ quyền thi đấu đấy. Đây. Câu số 2. Suy nghĩ đến ảnh hưởng tới sức khỏe ạ. Thì tôi đang suy nghĩ sẽ từ chức thuốc lá. Không ai nói vậy đúng không? Thuốc lá mình phải nói là bỏ. Yameru, yameyo, to kangaeteru. Câu số 3. Bởi vì đã sang giờ ăn trưa cho nên tôi quyết định là tạm thời rút lui cái việc đọc sách, không phải tạm dừng đúng không? Chúng ta phải dùng từ khác. Chill down. Câu số 4. Trong trường hợp mà cái bệnh tình, cái triệu chứng nó à cờ nó trầm trọng ấy, nó nghiêm trọng hơn thì hãy từ chức cái việc sử dụng thuốc ngay lập tức, chúng ta không nói như vậy. Hãy ngừng việc sử dụng thuốc ngay lập tức, QC. Tiếp theo câu số 22. Nào, câu số 22 từ này là Hán tự là chữ áp và chữ thu. Ô siêu. Từ ô siêu này có nghĩa là tịch thu. Đấy, tịch thu là cơ quan điều tra hoặc là tòa án ấy, họ thì nhờ họ tịch thu những cái mà sẽ thành cái chứng cớ. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái nào là cái phù hợp. À, trước hết là chúng ta xem những từ nào mà thường đi kèm với từ ô siêu này. Nó sẽ là ví dụ này. Chúng ta có từ Shoko. Shokohin.
Này, shokohin có nghĩa là tăng chứng, vật chứng, đúng nhỉ? Hay là gì đây? Hay là mitsuyuhin, cái đồ buôn lậu này, tịch thu đồ buôn lậu, hay là tịch thu pistol, pistol là súng, súng ngắn. Và chúng ta cùng xem nhé, câu số 1. Nhờ cái việc điều tra tìm hiểu một cách cẩn thận mà có thể tịch thu được cái phương án giải quyết. Không ai nói thế đúng không? Có thể Mitsuke ra data, có thể tìm ra. Câu số 2. Hãy tịch thu cái in cần, cái con dấu, đây phải là đóng dấu đúng nhỉ? Oshite. Hãy đóng dấu vào cái vào bên cạnh tên đúng nhỉ? Ở tài liệu này, ở giấy tờ này. Câu số 3 này. Những người nào mà đã viết Moshikomiso, đã viết cái đơn đăng ký ấy, đấy, thì hãy mang đến quầy giao dịch, bởi vì chúng tôi sẽ tịch thu, không phải, chúng tôi sẽ thu lại. Cái này dùng từ kaishu nhá, hồi thu chứ không phải là oshu. Oshu nó là tịch thu tăng chứng, vật chứng, những cái mang tính chất để điều tra ấy. Câu số 4 là gì nhỉ? Cảnh sát đã tịch thu cái hung khí mà được xem là của gì nhỉ, của phạm nhân đấy, trong cuộc tìm kiếm đêm qua, trong cuộc điều tra đêm qua, chính xác đúng không? Số 2. À xin lỗi, số 4. Dựa vào hiện tội đấy là gì nhỉ? Tịch thu hung khí, phù hợp với lại mấy cái từ ở phía trên đã liệt kê nhá. Tiếp theo câu số 23, một cái từ quen thuộc của chương trình học. Chữ Hán là chữ vọng, từ này đọc là nozomashi. Nozomashi này có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là mong muốn hoặc là được ưa chuộng. Thông thường nó hay dùng dưới dạng thức danh từ này cộng với ga. Nozomashi đó là người ta mong muốn cái đối tượng phía trước này, người ta mong muốn có được đối tượng phía trước. Chúng ta cùng xem câu số 1 này. Ngày mai là ngày mà gì nhỉ? Tôi gặp lại người bạn mà tôi đã mong muốn trong thời gian dài, không phải là ngày mà tôi gì đây? Tôi gặp lại người bạn mà tôi muốn gặp. Ai tai. Câu số 2 này. Nozomashi koto ni watashi mo yatto bucho ni nareta. Không phải đúng không? Không ai nói là nozomashi koto ni cả. Chúng ta có thể nói là arigatai koto ni. Đấy, hoặc là gì nhỉ? Hoặc là ureshi koto ni. Thật là vui, thật là biết ơn. Tôi cuối cùng cũng trở thành trưởng phòng rồi. Câu số 3 này. Thời tiết không thuận lợi là nguyên nhân mà năm nay rau màu nó không phát triển. Nó không phát triển tốt. Cái này các bạn phải dùng từ umaku. Đấy, nó sẽ đi kèm với lại từ seicho để tạo ra cụm là umaku seicho, có nghĩa là phát triển tốt, thì dạng phủ định là không phát triển tốt. Đúng, đây sẽ phải là số 4 nhá. Câu số 4 này nghĩa là gì đây nhỉ? Kono shigoto wa gakureki wa toanai ga keiken ga aru koto ga nozomashi. Cái công việc này thì không đòi hỏi về học vấn, bằng cấp, nhưng mà mong muốn là có kinh nghiệm. Chính xác đúng không? Theo đúng cái hin tội đấy là nani nani ga nozomashi, mong muốn có cái điều phía trước. Chúng ta lựa chọn phương án 4. Tiếp theo câu số 24. Câu 24 cũng là một cái từ quen thuộc ở trong chương trình học Mimikara. Từ này Hán tự là gì nhỉ? Chữ bản và chữ trường. Từ này đọc là homba các bạn nha. Các bạn lưu ý ấy. Có thể người ta sẽ hỏi các bạn trong cái phần cách đọc. Người ta để ra các phương án như là homba, honjo, motoba, vân vân. Từ này đọc là homba có nghĩa là cái nôi, quê hương, xứ sở của một cái gì đó, là nguồn gốc xuất xứ của nó. Nó hay dùng dưới dạng thức là nanani no homba. Đấy, cái nôi của cái thứ phía trước. Đấy, quê hương của nó. Những cái từ đi kèm có thể là gì nhỉ? Đồ ăn, đồ uống, wine này, rượu vang, hay là Nihon ryori, món Nhật này,
hay là bi vân vân. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp này. Cảnh đẹp ấy thì khi xem tại cái nôi, tại quê hương, nó sẽ có cái sức hấp dẫn hơn là khi xem trên tivi. Cái này không chính xác nhé, nó không mang tính chất giống như là phần chúng ta định nghĩa. Cái này chúng ta phải dùng từ Genchi mới đúng. Xem tại chính cái nơi đó. Câu số 2. Tôi đang nghĩ là muốn học âm nhạc tại quê hương của nhạc gia, của nhạc 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 gia, tại cái nôi của nhạc gia, đúng không? Đúng rồi. Phần 2 là phần chính xác. Hiện tượng đấy là Yasuno Homba. Câu số 3 này. Cuộc vận động trả những cái động vật hoang dã đang được con người nuôi về cái nôi, về cái quê hương, về cái xứ sở đang được xúc tiến. Cái này phải trả về tự nhiên. Đây là Seizen. Câu số 4. Khi mà viết bài ký sự, bài báo về vụ việc, về vụ án thì sao nhỉ? Tôi luôn luôn cố gắng đi đến, phải đi đến gì? Đi đến game bar đúng không? Đi đến hiện trường, đi đến chỗ đó để thu thập đề tài, để phỏng vấn, để viết bài nhá. Câu 25, câu cuối cùng của chúng ta. Đây là một câu đã từng được ra trong một năm rồi và hình như là người ta để nguyên si câu này luôn. Từ này đọc là Himeru, Hán tự là chữ bí, bí trong từ bí mật Himitsu đấy. Từ bí này có nghĩa là dấu ẩn chứa. Nó sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? À, dấu ở bên trong đúng không? Để không bị người khác biết. Đấy, hoặc là ở bên trong có ẩn chứa, có tiềm ẩn cái đó nhá. Thông thường nó dùng những cái như là ví dụ omoi này, cái suy nghĩ này, giấu cái suy nghĩ, giấu cái cảm xúc, kimochi, hay là gì đây nhỉ? Hay là giấu cái quá khứ, kako, himeru. Hoặc có thể dùng là kanoseo himeru. Thì nó sẽ mang nghĩa là ẩn chứa cái khả năng. Rồi chúng ta cùng xem cái nào phù hợp. Người ấy thì trông có vẻ lạnh lùng, thế nhưng mà thật ra là đang giấu cái sự ấm áp, nhiệt huyết ở bên trong. Có vẻ phù hợp đúng không? Nhưng mà chúng ta xem tiếp nhé. Cái này nó sẽ gần giống kiểu giấu đi cái suy nghĩ cảm xúc. Câu số 2 này. Cái việc mà tháng sau tôi sẽ chuyển việc ấy, thì tôi vẫn đang giấu mọi người ở trong công ty. Câu này nếu mà chọn theo dịch nghĩa tiếng Việt rất nhiều bạn chọn. Đấy. Nhưng mà cái sự việc như này chúng ta sẽ không sử dụng từ himeru. Đấy. Không sử dụng nhé các bạn nhé. Cái này ấy, các bạn dịch nghĩa thì các bạn sẽ thấy nó đúng, nhưng mà nó không dùng trong bối cảnh này. Cái trường hợp của câu 2 chúng ta phải dùng từ gì biết không? Chúng ta dùng từ Sira CTI này. Tôi vẫn chưa thông báo. Tôi vẫn chưa báo, tôi vẫn chưa nói cho mọi người biết. Chứ không dùng từ himeru đâu. Câu số 3 này. Cậu ấy có một cái khuôn mặt rất là kỳ quặc ở trong giờ học. Cho nên việc giấu cái nụ cười là điều rất khó khăn. Kiểu như là cậu ta có khuôn mặt rất là kỳ quặc. Cho nên là tôi không thể nhịn được cười. Cái này phải dùng từ gì? Phải dùng từ koraeru đúng không nhỉ? Cái việc nhịn cười, kiềm chế nụ cười là rất là khó. Câu 4 này. Khi làm việc theo nhóm thì cũng cần thiết phải giấu đi cái sự bất mãn. Cái này phải là chịu đựng đúng không nhỉ? Gaman. Gaman suru. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là phương án số 1. Đấy. Giấu đi cái gì nhỉ? Cái jonetsu, cái nhiệt huyết. Thì đó là cái phần chữa đề tháng 12 năm 2021 của chúng ta. Thì các bạn hãy xem thật kỹ, và phần nào các bạn chưa hiểu, chưa nắm chắc ấy, thì có thể xem lại, cũng như là comment bên dưới nếu có chỗ nào thắc mắc thì sẽ giải đáp cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy là việc học một mình khó khăn thì có thể liên hệ với Sensei để tham gia lớp học Zoom trực tuyến cùng Sensei. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sắp tới.